Xin chào các bạn, chào mừng quay trở lại với kênh của mình. Như thường lệ hôm nay chúng ta cùng nhau nhận định thị trường trong phiên giao dịch hôm nay thứ ba ngày 29 tháng 6 năm 2021. một uh, phiên ngày hôm nay thì uh, chúng ta thấy rằng bản thân chỉ số cũng rung lắc khá mạnh đầu phiên thì cũng hưng phấn kéo lên khá là cao sau đó rồi cũng chỉnh lại hôm nay mở cửa vẫn là tạo một cái gáp nhỏ để đi lên do đó trong phiên là cũng gần như là muốn muốn lấp lại cái gáp này rồi đó và đến cuối phiên thậm chí đến khúc cuối thì khi mà cái uh, cái lực bán gia tăng lên thì nhiều nhiều thời điểm là chỉ số còn còn muốn quay lại đỏ điểm ha nhưng mà rồi nhờ những cái cổ phiếu trụ lớn nha một số cổ phiếu trụ lớn thì họ nó vẫn đứng vững và nó vẫn giữ được cái cái đà tăng của chỉ số và phiên ngày hôm nay thì chúng ta lại thấy thanh khoản nó sụt giảm à, mình chọn cái chủ đề mình nói là thanh khoản sụt giảm cái mùa chốt sổ đầu tư à, tại sao tại vì à, nếu chúng ta nhìn vào đồ thị chúng ta thấy hiện tại thì à, hết tháng 6 rồi nay 29 là ngày mai là ngày 30 là ngày cuối cùng của tháng đúng không thì các cái tổ chức các cái quỹ thì nó cũng sẽ tiến hành cơ cấu danh mục hoặc là chốt danh mục chốt náp chốt cái kết quả đầu tư và bản thân các nhà đầu tư của chúng ta cũng vậy và đâu đó chúng ta thấy là cuối tháng rồi nó rồi các công ty chứng khoán thì cũng siết margin lại dẫn đến là cái thanh khoản nó sụt giảm thậm chí là người ta không không dám cho vay chứ nó siết hay không không biết nhưng mà thứ nhất là nhà đầu tư thì người ta cũng không dám vay bởi vì cái thời điểm này nó khó rồi họ cá nhân mình cũng không dám sử dụng và cả nhóm mình cũng không sử dụng đó rồi mà có vay cũng không vay được đó thì cái đó là một cái tâm lý chung về cái câu chuyện về dòng tiền trong thị trường lúc này đó nhưng mà rồi đâu đó chúng cá nhân mình nghĩ là gì à, nếu mà ở góc độ nhìn nhận thị trường phiên hôm nay thì mình mình cho rằng mình cho rằng vì hưng phấn quá và vì đi nhanh quá nó mới bị giảm như vậy à, trong trong cái bài nhận định mình đăng trên trên web đó web thị trường đầu tư vn thì mình có nói là nay chỉ cần đóng cửa ở trên ngưỡng gọi là 1310 thôi là tích cực và mình cũng kỳ kỳ vọng đóng ở mười 312 410 412 thôi chứ cũng không cần là kéo thốc quá về tận cái vùng mà, mà ngót ngét vùng 1418 rồi nếu mà trên đồ thị mà mình vẽ cho các bạn đó thì thì nó nó đâu đó đúng không? đâu đó nó thuộc về cái ngưỡng về cái ngưỡng Fibo đây mình xem lại một chút xíu ha chúng ta nhận định ở đây đúng không ạ đó đây là mình kêu tích này đóng cửa giảm về sau đó thì kéo lên nhưng mà ngược lại nó đi lên rồi bắt đầu nó giảm lại mà nếu đóng cửa loanh quanh vùng 1400 thì các bạn thấy xấu quắc luôn, đúng không ạ? Đó, cũng rung lắc này. Đó, kết phiên trên 1410 là tích cực Đó, thì đây chúng ta thấy là cái ngưỡng Fibo Fibo 61,8 thì nó nằm loanh quanh khoảng 1419, đúng không ạ? Phiên ngày hôm nay có nhiều thời điểm cao nhất là lên gần tới vùng đó rồi thì dẫn đến là gì tại những cái vùng như thế này thì sẽ dễ dẫn đến đảo chiều và cái tâm lý của nhà đầu tư trong ngắn hạn thì có thể là người người ta cũng cũng sẽ chốt lời đúng không ạ? đấy thì nó là một cái cái dạng như vậy thôi còn phiên ngày mai sẽ như thế nào? phiên ngày mai mới là phiên quyết định và phiên chốt sổ đúng không ạ? thì chúng ta sẽ chia sẻ thêm một số góc nhìn trong cái video ngắn ngày hôm nay tất cả những thông tin mình tổng hợp nhận định chia sẻ nó là quan điểm cá nhân để mọi người tham khảo không phải là lời khuyên hay là khuyến nghị đầu tư à, quay trở lại với thị trường thì à, ở đây nếu chúng ta nhìn vào trong à, trong cái dòng dẫn dắt dòng cổ phiếu lớn cổ phiếu trụ của thị trường thì chúng ta thấy rõ ràng hôm nay nếu đâu đó nếu đâu đó từ hồi đầu năm hoặc là dạo gần đây chúng ta vẫn nghe nói câu chuyện về gọi là tứ trụ tức là bốn cái chữ V bốn cổ phiếu mạnh của thị trường đúng không Vinhome, Vietcombank, Vic và Vinamilk thì có thể nói nếu thì có thể nói bây giờ tứ trụ hôm nay là tăng trở lại đúng không ạ nhưng ngược lại thì chúng ta nhìn đâu đó cái vốn hóa của Vinamilk hiện tại giờ nó còn chỉ nằm trong top 10 thôi nhưng mà nó tụt xuống thứ sáu thứ bảy thứ tám gì rồi ạ Đúng không? Trong 10 bây giờ là Vietcombank này, VCB này, rồi tới Vinhome này rồi tới uh, CTG. Uh, nói chung là tới nhóm ngân hàng nó nằm trên nó nhiều hơn, thậm chí là Hòa Phát nữa. Uh, thì thì có thể cái câu chuyện về cái cái suy nghĩ cũng như là cái đánh giá về nhóm tứ trụ không biết là nó còn ảnh hưởng hay không. Uh, nhưng mà cái tâm lý chúng ta nhìn thấy từ bốn cụ này mà vẫn còn xanh mạnh ở đây là rõ ràng là ổn, đúng không? Tâm lý là rất ổn đó tâm lý của nhà đầu tư đâu đó các bạn à, vẫn có những cái nhóm hoặc là chỗ này người này người kia hoặc là tâm lý của các bạn đi đầu tư là bỏ đâu đó là kéo trụ để thoát hàng hay gì đó à, cái câu chuyện kéo trụ để thoát hàng các bạn sẽ thấy rằng à, nó sẽ không tăng đồng loạt đó nó chỉ tăng một vài trụ thôi chứ không phải là trụ nào cũng tăng và cái sự phân hóa của nó sẽ gay gắt hơn rất là nhiều cái góc độ phiên ngày hôm nay theo mình nghĩ nó chỉ là một cái nhịp chốt lời ngắn thôi nhịp chốt lời ngắn hoặc để người ta chốt những cái danh mục chốt cái sổ hoặc là những con nào cần kéo thì là kéo để mà cho cái nát nó đẹp hơn nếu người ta không chốt À, còn nếu không là kéo lên là người ta chốt luôn. về tâm lý của các bạn, các nhà đầu tư cá nhân cũng vậy thôi, đúng không ạ? Tâm lý ngắn hạn, đôi khi là gì? Chúng ta mua tuần trước, tuần này có lãi rồi thì chúng ta cũng hiện thực hóa các lợi nhuận bởi vì vùng này nó khá là rủi ro. đó thì cái đấy là cái tâm lý trong ngắn hạn thôi. nhưng góc độ cá nhân mình nhìn nhận là nhóm trụ vẫn còn tăng đây, là vẫn là tích cực, chưa, nói chung là chưa quá xấu, ít nhất là trong phiên ngày mai, nó thực sự là như vậy. thêm nữa chúng ta nhìn cái diễn biến của thị trường trong phiên ngày hôm nay gần như là gì nó vẫn giữ được cái đà tăng của chính nó thậm chí là nó không không có bị giảm quá sâu khỏi cái cái nền này đúng không nó đây này ví dụ nó đi diễn biến đây là diễn biến theo ngày các bạn mở cửa gáp này chỉnh xuống tí lên chỉnh xuống đó chỉnh xuống thì vẫn giữ được cái nền này đúng không ạ vẫn giữ được cái vùng 1407 này đó và kết phiên sáng là tăng đâu đó khoảng 6 điểm đúng không ạ đầu phiên chiều thì cũng hưng phấn tăng lên rồi sau đó bị dập xuống nhẹ sau đó lại hồi lên và gì rơi thật sự mạnh nhất là ở cái khúc khoảng từ khoảng tầm 2 giờ là bắt đầu rơi mạnh à, rơi mạnh mất đâu đó khoảng 15 phút Đúng không? sau đó thị trường bắt đầu hồi lại thậm chí trong phiên ATC còn kéo lên cái lúc mà đạp xuống thì chúng ta thấy là gì Vinhome là bớt đà tăng này. Vic giảm xuống này giảm giảm, giảm bớt đà tăng ở việc cũng giảm bớt đà tăng nhưng mà rồi cuối cùng là việc công anh các bạn để ý đóng cửa là vẫn cao nhất phiên không? gần như tất cả các cổ phiếu này đều giảm lại có việt nhét việt hôm nay tổ chức đại hội phiên sáng việt nhé còn chưa tăng thì việt nhét hình như sáng này chỉ tăng 0.3 phần trăm hay sao ấy mà đến chiều tối đến đến kết phiên thì lại tăng tới gần 4 phần trăm 3,9 phần trăm đấy cũng là đây hai mã ví dụ như là à, Việt Jet và, và Vietcombank là mình thấy là đóng cửa gần như là cao nhất phiên đúng không MB cũng đóng cửa gần cao nhất phiên rồi thậm chí Novaland là trong cả phiên là gần như là đỏ đến cuối phiên đóng cửa lại tăng đó thì thì cũng có những cái diễn biến nó khá là bất ngờ như vậy đúng không ngược lại thì gì chúng ta để ý nhóm dầu khí hôm qua giá dầu giảm tới gần hai phần trăm đúng không khi mà cái tình hình dịch bệnh nó nó bùng phát trở lại ở một số nước nhiều quốc gia bắt đầu áp đặt các cái biện pháp phong tỏa trở lại à, Thái Lan Malaysia Úc Anh Anh gia hạn phong tỏa đến ngày 19 tháng 7 đúng không Đức rồi một số nước khác cũng vậy đó thì nó chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng đến câu chuyện về về nguồn cung về 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 tiêu thụ dầu đúng không đó thì thì trong ngắn hạn nó sẽ tác động đến giá dầu có khả năng giá dầu sẽ điều chỉnh tất nhiên việc giá dầu quay lại cái vùng đỉnh của khoảng 75 của nó đó mà rồi nó điều chỉnh thì cũng là bình thường nó kháng cự của nó khá lớn ở vùng đó hôm trước mình có có trong một cái clip là mình có nói rồi mình có nói vài lần về cái vụ giá dầu rồi đúng không thì có thể điều chỉnh cho sau đó mọi chuyện ổn đi dịch bệnh mọi thứ khôi phục lại nó cũng sẽ ổn đi đúng không nhưng như đại hội Việt Z hôm nay cũng nói là đến khoảng hết cuối mùa hè thì tình hình nó có thể ổn định trở lại và cái nhu cầu đi lại nó sẽ lớn hơn đó thì nó cũng là một cái kỳ vọng đúng không ạ giá dầu cũng thế và hôm nay khi giá dầu giảm như vậy thì nó cũng phản ánh vào đây gat PLX, lợi ích này nó góp điểm số giảm này à, vp bank ha, VP Bank đầu đó cũng câu chuyện lo lắng của nhà đầu tư nhưng ngược lại là gì thấy khối ngoại bán mạnh quá nhà đầu tư cũng không có an tâm đúng không gvr thì điều chỉnh phá đỉnh rồi đó nhưng mà cũng đang điều chỉnh có lẽ là gần tích lũy trở lại đúng không ctg cũng vậy là thông tin chốt ngày chốt quyền chia cổ tức này kia ra rồi à, nhưng mà thị trường phản ứng khá là thận trọng có vẻ cũng không thích nhận cổ tức lắm giống tây tây cũng đang bán rất mạnh ctg ha rồi SAP Bảo Việt, Bảo Việt hôm nay cũng tổ chức đại hội này, sao cổ phiếu giảm. ACB thì chốt xong rồi. Đấy, thì ở góc độ như vậy và chúng ta thấy là cái độ rộng của thị trường thì hôm nay lại khá yếu. Này, góc độ về độ rộng của thị trường thì lại khá yếu, chúng ta nhìn. Có tới 15 mã giảm điểm hôm nay là ngược với lại ngày hôm qua. Ngày hôm qua là có 15 mã tăng điểm và 4 uh, 14 mã tăng điểm và 5 mã giảm điểm. Thì hôm nay ngược lại là có 14 mã giảm điểm và 5 mã tăng điểm, uh, tăng, tăng nhóm ngành ấy. Đúng không ạ? nay chỉ có 5, 5, nhóm ngành tăng điểm thôi 14 nhóm ngành giảm nó và cái dòng tiền thì góc độ nếu chúng ta nhìn nhận thì đâu đó nó vẫn còn nằm ở nhóm ngân hàng là nhiều Nó rồi tập trung vào một số cái tức là cái thanh khoản ngày hôm nay mặc dù đã là thấp rồi nhưng mà vì là nó lan tỏa ra quá nhiều nó không tập trung vào một nhóm ngành cụ thể dẫn đến là câu chuyện chúng ta thấy nó không tăng nhiều về về, về thanh khoản giá trị thanh khoản hôm nay nó thấp hơn hôm qua đâu đó trên nếu trên hồ sơ nó tầm khoảng 10 phần so với ngày hôm qua cả phiên luôn chúng ta nhìn chúng ta thấy, thấy. Đó, và dẫn đến là cái thanh khoản nó chỉ có một vài STB, SHB này, CTG, MB là nằm trong nhóm có thanh khoản lớn này. Đó, 4 5 ngân hàng, 6 ngân hàng. Mấy nhóm này nằm ra ngoài top 10 rồi, còn lại là những cổ phiếu khác. Này. Nhỏ hơn đúng không ạ? Nó cũng hỗn loạn trong này chứ cũng không không có một cái dòng nào chủ đạo mà hút tiền nhiều nhất trong đây. Tất nhiên là vẫn là nhóm ngân hàng nhiều hơn với một vài mã lớn trong này nhưng mà do cái thanh khoản của nó đúng không? Và rồi thì cái cái cái, cái sức hút của nó với một số mã cũng chưa chưa có đủ lớn lắm như hôm qua mình thống kê là có nhiều mã ngân hàng là vượt đỉnh rồi ví dụ như MB này hôm nay tiếp tục vượt tăng tiếp là đóng trên đỉnh này, Vietcombank cũng vậy là vượt đỉnh này, đó những con nào vượt đỉnh là hôm nay có câu, câu chuyện là tiếp tục STB bắt đầu dò lại rồi, dò đỉnh rồi, đó nhưng mà một số mã khác thì vẫn còn đang đang dò đúng không? Vietcombank vượt đỉnh, hôm nay đi tiếp này, đó VIX câu chuyện tăng trở lại, VIX tạo mô hình ba đáy đi lên đúng không? FPT vượt đỉnh này, hôm qua FPT chưa vượt, nay vượt rồi, đó Novaland cũng vậy, đó, thì các bạn để ý cái dòng trụ trong giai đoạn này. Đúng không? Những con nào vượt đỉnh trong khi chỉ số là vượt rồi VN30 vượt rồi, VN Index vượt rồi đó Thì các nhóm trụ, các cổ phiếu lớn chắc chắn phải vượt theo Còn câu chuyện nếu mà mà đồng loạt thất bại ở cái ngưỡng đỉnh ấy, Thì rõ ràng là tạo một cái dấu hiệu phân kỳ là khá là nguy hiểm à, Chúng ta phải chú ý cái nhóm trụ Đặc biệt là cá nhân tôi nhịp này vẫn chú ý Vinhom, Vietcombank, Vic và Hòa Phát Đúng không ạ? Bốn mã đó Mà thực sự bốn con đó mới là cái vốn hóa lớn nhất thị trường hiện tại Và nó mới thực sự là trụ của thị trường và nếu nó vẫn cứ tăng vẫn cứ duy trì như thế này thì theo tôi nghĩ là vẫn chưa có qua chưa có gì là là quá xấu cả đúng không? À, chúng ta nhìn qua thị trường thế giới một chút xíu câu chuyện phiên ngày hôm qua hôm qua thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa trái chiều trái chiều mà trái chiều ngẩn ngơ luôn ngẩn ngơ tức là sao Dow Jones thì giảm gần 0,5 phần trăm trong khi S&P 500 các cổ phiếu công nghệ tăng S&P 500 là tăng 0,23 phần trăm ngược lại Nasdaq là, là tăng ngót nghét một phần trăm trái chiều hoàn toàn đúng không ạ đó Hiện tại các hợp đồng tương lai cũng đang trái chiều. Đây. Câu chuyện hôm nay thì trái ngược với hôm qua. Hợp đồng tương lai Dow Jones thì đang tăng. Tăng mười 13 thôi, nhưng mà hợp đồng của S&P 500 và Nasdaq lại đang giảm. Đó. Chờ thêm diễn biến của thị trường Mỹ tối nay, tất nhiên là đâu đó đâu đó cái cái thị trường Mỹ đóng cửa tuần trước và nếu ngày phiên ngày hôm qua là giảm rồi. Hôm qua Mỹ Dow Jones giảm 150 điểm. Đúng không? nay mà giảm tiếp thì nó vô hình nhung nó sẽ tạo ra một cái mẫu hình là ba đỉnh nên là nếu muốn nay phá vỡ mô hình này thì nay Dow Jones buộc phải tăng lại thậm chí có thể tăng lại hơn 150 điểm. Nhưng ngược lại thì chúng ta thấy S&P 500 và Nasdaq là liên tục lập đỉnh nhá. Hai con này là liên tục phá đỉnh và lập đỉnh mới rồi. À, trong khi ông Dow Jones thì đang quay lại. Tất nhiên là 30 công ty không phải là cả thị trường nhưng nó cũng là một chỉ số khá quan trọng liên quan đến các cái doanh nghiệp lớn cũng như là cái nền công nghiệp của Mỹ. Chúng ta theo dõi thêm à, thị trường chứng khoán châu Âu hiện tại. Đây, câu chuyện châu Âu nó lại ngược hoàn toàn với lại hôm qua. Phí ngày hôm qua thì giảm như thế nào, hôm nay lấy lại y như thế đấy, đúng không ạ? Chúng khán châu Âu đôi lúc chúng ta có cảm tưởng được rằng nó nó vẫn lấy lại những gì đã mất nhanh hơn kể cả thị trường chứng khoán Mỹ nữa, bởi vì cái tốc độ và cái độ phản ứng của nó có vẻ nhạy hơn, nhạy hơn và đôi khi là nó mở trước thị trường Mỹ cho nên có những cái nó ít bị tác động. Hôm qua chỉ số Eurostock giảm khá là sâu, đúng không ạ? Khi mà gì? Khi các cái dữ liệu nói anh sẽ tiếp tục gia hạn phong tỏa này rồi tình trạng nhiễm Covid ở Đức, ở Anh anh bây giờ mỗi ngày hơn 10 000 trong khi là gì tổng cái lượng người mà chích à, vaccine rồi nó cũng khá là cao nên là ở đây mình có tổng hợp cái cái dữ liệu của ngày hôm qua đúng không ạ đây thủ tướng anh gian, đã gia hạn các cái lệnh phong tỏa này tới ngày 19 tháng 7 thay vì tháng cuối tháng 6 như dự kiến này mỗi ngày có hơn 10 000 ca nhiễm này rồi Đức này chứng kiến số ca nhiễm tăng mới nhanh dù 54 phần trăm dân số tiêm một mũi và 35 phần trăm người dân đã tiêm hai mũi rồi đúng không ạ nó thậm chí là các nước nó còn đang áp đặt những cái lệnh gọi là giới hạn những người dân đi lại với nhau trong khu vực châu âu nữa đó, thì thì rõ ràng như vậy là nó nó cũng làm cho cái tâm lý đúng không làm cho cái tâm lý nhà đầu tư hôm qua cũng không ổn như lắm nhưng mà hôm nay thì lại tích cực trở lại một cách khá là nhanh chóng thậm chí mở cửa là có gáp tăng đâu đó một số các cái dữ liệu ví dụ như là hôm nay cái chỉ báo về niềm tin tiêu dùng của pháp là nó tăng à, chứng khoán pháp tăng 0,41% đúng không anh thì tăng yếu hơn so với các thị trường khác Ừ, chỉ số niềm tin tiêu dùng của Pháp là tăng lên mức 102 điểm so với trước đó là lên mức 98 điểm. Như vậy là tăng tích cực đúng không ạ? À, Đức công bố dữ liệu CPI, chỉ số lạm phát của Đức trong uh, tháng 6. Trong tháng 6 chỉ số CPI của Đức là tăng uh, 0,4%, thấp hơn so với tháng trước, tháng trước là tăng 0,5%. Uh, bây giờ chỉ tăng 0,4 thôi. Và nếu tính là trong 6 tháng đầu năm thì hiện tại là CPI của Đức tăng 2,3% cùng kỳ là cho so giảm khoảng 0,2 phần trăm so với cùng kỳ cùng kỳ là tăng 2,5 phần trăm thì như vậy là chúng ta thấy là các cái dữ kiện các dữ liệu kinh tế đưa ra cũng góp phần làm à, cho cái thị trường ta nó phản ứng chậm hơn một chút xíu mà coi như là có những dữ liệu tích cực trở lại nó là thị trường lấy lại những gì đã mất ngày hôm qua rồi à, chứng khoán châu Á hôm qua châu Á thì chúng ta thấy là gần như các cái thị trường nó nó tăng giảm mà gần như là không tăng không giảm đúng không ạ à, mức tăng giảm thấp hơn à, hôm nay thì chúng ta nhìn ngược lại thì thấy Australia câu chuyện ở phong tỏa Sydney đúng không ạ thì cái chỉ số lại giảm thấp hơn nhưng mà chứng khoán Nhật thì lại giảm nhiều hơn hôm nay Nhật công bố doanh số bán lẻ doanh số bán lẻ của Nhật trong tháng 5 là tăng uh, trong tháng 6 tăng 8,2 phần trăm cao hơn so với mức dự báo 7,9 phần trăm Tuy nhiên thì cái tỷ lệ thất nghiệp thì lại tăng tăng lên mức 3 phần trăm so với 2,8 phần trăm trước đó Tuy nhiên đó là cũng là những cái dấu hiệu làm cho cái cái cái, cái, cái niềm tin của nhà đầu tư cũng có phần là lo lắng đúng không ạ Rồi các cái nền kinh tế ở Châu Á thì cũng đang gặp rất nhiều khó khăn về vấn đề dịch bệnh đúng không ạ? Biến chủng mới bây giờ rất là khó khăn. Thái Lan, Malaysia, Indonesia, nó thậm chí cả Bangladesh, cả một số nước, kể cả như Việt Nam cũng vậy đang rất nhiều khó khăn. cái Câu chuyện này thì chúng ta cũng phải theo dõi thêm à, thì liên quan đến các cái tình hình thì chúng ta cũng thấy là hôm nay à, thị trường của chúng ta cũng đón nhận những cái thông tin liên quan đến tăng trưởng của Việt Nam đúng không lát nữa chúng ta sẽ chia sẻ thêm những cái dữ liệu như vậy à, rồi chúng ta quay trở lại với thị trường trong nước để xem là cái cái xu hướng sắp tới nó sẽ như thế nào đúng không ít nhất là phiên ngày mai đúng không phiên ngày mai là phiên cuối tháng cuối quý đó cuối tháng cuối quý và tổng kết sau tháng đầu năm thế thì diễn biến xu hướng nó sẽ ở đây nếu nếu hôm nay tôi nói nếu hôm nay mà đóng cửa lớp cái gáp này này đúng không đóng cửa thấp nhất phiên lớp gáp này nằm đâu đó khoảng một bốn điểm thì nó vô hình chung nó thành hình thành một cái búa ở đây một cái búa ngược ở chỗ này thì thì khá là rủi ro về về kỹ thuật ha nó rủi ro về kỹ thuật à, nhưng mà như thế này thì theo mình nghĩ nó cũng đang bình thường thậm chí đang bình thường không không vấn đề gì cả ít nhất hoặc là cái kênh này hoặc là cái vùng cái vùng giá vùng khoảng 1390 vùng 1400 này. hiện tại nó đang đóng vai trò là hỗ trợ có thể phiên ngày mai vẫn có thể chỉnh với đó khi mà gì cái áp lực bán chốt ngày mai nó sẽ nhiều hơn phiên ngày hôm nay có thể là tổng dợt thôi đúng không ạ còn phiên ngày mai mới quyết định cuối cùng để người ta bán để người ta tổng kết thì nó nó có thể sẽ gây một áp lực giảm thì có thể ngày mai sẽ giảm về vùng 1.400 đó, bây giờ là 1410 mai giảm về 1400 nhưng mà theo mình nghĩ đó vẫn là cái tác động của cái yếu tố bình thường bình thường có thể giảm về 1400 và áp lực chốt giảm về 400 sau đó là gì kéo lên tiếp đóng cửa có khi lại quay lại vùng này chỉ cần không không gãy 1400 trong phiên ngày mai thì đến ngày mùng 1 tháng 7 câu chuyện margin mở lại câu chuyện là trang sang quý mới sang tháng mới rồi cái gì cũng mới hết đúng không ạ rồi gì nữa một cái kỳ vọng rất lớn vào cái báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 theo mình nhìn nhận thì cũng khá nhiều doanh nghiệp có báo cáo tích, tích cực đặc biệt là trong nhóm trụ ví dụ như Hòa Phát ví dụ như một số các ngân hàng lớn đúng không ạ đó thì theo mình nghĩ là có thể ít nhất là nó ít nhất sẽ có một nhịp kéo lên nữa kéo lên tới đâu rồi câu chuyện là à, hôm trước thì cái thông báo của của hồ và FPT là câu chuyện là trong tuần này là sẽ đưa cái hệ thống mới vào vận hành à, hệ thống sửa vào vận hành hoặc là đầu tháng 7 Nói chung là bây giờ tôi nói thật các bạn là các cụ ra thông báo cũng mập mờ chả có rõ ràng gì cứ nói là đầu tháng 7 ông thì nói đầu tháng 7 ông nói trong tuần này trong tuần này nó cũng có ngày mùng 1 tháng 7 mùng 2 tháng 7 nó cũng là đầu tuần à, đầu đầu tháng đúng không ạ thì những cái văn bản nói có thể là có một chút gì đó nghi ngại à, mà gì những cái thông báo đưa ra nó không rõ ràng chính chính tôi nói chính những con người trong cuộc đưa ra những cái thông báo rất là mập mờ thông báo tại sao không dám công khai lên nói rõ luôn là ngày nào giờ mùng 5 tháng 7 hay là mùng 1 tháng 7 cứ nói đầu tháng đầu tháng là ngày nào ngày đầu tháng nó phải là ngày mùng 1 mới gọi là đầu tháng chứ nhưng mùng 5 nó đâu còn gọi là đầu tháng nữa nó sắp hết cả tuần rồi. đúng không ạ tức là những câu chuyện những câu từ ở thời điểm hiện tại tôi nói là ngôn ngữ của chúng ta thì phòng bà bạo tác không bằng ngữ pháp Việt Nam đúng không? nói kiểu gì cũng được đó thì chúng ta vẫn có một câu chuyện kỳ vọng về đó nhưng mà bản thân trong hôm trước thì nói đâu đó 28 tháng 6 đúng không? bây giờ lại đính chính lại là đầu tháng 7 cũng chả biết ngày nào hôm 28 tháng 6 không đưa vào thì nói là trong tuần này tuần này là tuần nào rõ ràng là mọi thứ cá nhân tôi nghĩ kể cả những con số nó phải rõ ràng và câu chuyện thị trường nó cũng phải rõ ràng những cái gì mập mờ những cái gì không rõ ràng chắc chắn là có vấn đề thế thôi còn khi ông đã rõ ràng mọi thứ thì ông chả sợ vấn đề gì cả đấy đấy là tôi nói thẳng góc độ cá nhân của tôi cái gì tôi cũng nói chả sợ gì cả đúng không ạ đúng thì làm không đúng thì thôi các ông cứ lằng hoàng lằng hoàng câu chuyện đó còn thậm chí là không đưa vào thì nói rõ là không đưa vào bởi vì đôi khi là gì chấp nhận sống chung với lũ đúng không? thậm chí câu chuyện dịch đôi khi có nhiều thời điểm chúng ta cũng phải chấp nhận sống chung với dịch biết làm sao được đấy, còn ai tham gia thì tham gia không tham gia chúng ta thấy cái thanh khoản dạo gần đây nó thấp nó cũng có nhiều yếu tố về câu chuyện đó Đúng không? Rồi tại sao phiên ngày hôm qua thì thanh khoản lại cao hơn phiên ngày hôm nay hết hay là hôm qua mua hết tiền rồi. Đúng không ạ? Không phải câu chuyện đó đâu, đâu. Bởi vì câu chuyện là gì? Tôi nói có thể là dòng tiền người ta đã nghe ngóng được đâu câu chuyện là ngày 28 tháng 6 là vận hành cái hệ thống đó người ta đã chuẩn bị tiền rồi. Ngày đó người ta vào. Nhưng vô hình chung cái ngày đó vào để thay đổi thông báo thay đổi đi. Người ta cảm thấy hụt hẫng, và hôm nay dòng tiền nó phản ứng luôn. Các bạn để ý là gì cái 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 phân bổ dòng tiền cái mức tăng giảm của dòng tiền đó nó nó vẫn vào chiều mua nhiều nhé chứ không phải là chiều bán ra nhiều cho nên câu chuyện mà chốt nát chốt danh mục chốt lời gì đó theo mình nghĩ nó vẫn vẫn khá ít đúng không người ta vẫn chủ động mua lên người ta vẫn có kỳ vọng nhưng mà kỳ vọng quý hai kỳ vọng và nhiều thứ khác nữa thậm chí cái kỳ vọng vào cái hệ thống nó không đơ nữa. đúng không ạ đơ là mọi thứ đều đơ tâm trạng ý thức mọi thứ đều đơ đó và nhận đến tiền nó cũng đơ luôn thì thì chúng ta theo mình nói thật nếu không có gì thì các bạn cứ công khai gõ gàng ra để cho mọi người biết chứ hôm nay hôm nay nó cũng thể hiện một sự phản ứng thậm chí theo mình nghĩ cá nhân phiên mình nghĩ phiên ngày mai thanh khoản nó còn thấp nữa thấp hơn cả phiên này nữa bởi vì theo đúng lộ trình và theo đúng quán tính mà tăng thì phiên này nó đã tăng lại rồi thì phiên ngày hôm nay đúng là phải chạm m hai trung bình 20 phiên và nó phải tăng điểm tiếp câu chuyện là không bị đơ nghẽn hôm qua bắt đầu lại mới nhảy vô có bằng này tiền lại đơ lại nghẽn làm cho cái tâm lý người ta chán Thế thậm chí cá nhân mình có tiền cũng không thèm mua như đừng nói không phải sợ nhưng tôi nói thậm chí được nhà đầu tư chúng ta góc độ của nó tôi tôi bàn về cái hành vi thôi đôi khi người ta không sợ gì cả thậm chí là không biết thì nó sẽ không sợ đúng không ạ đôi khi chúng ta không biết chúng ta sẽ không sợ đó nhưng mà rồi nó vẫn có những vấn đề này vấn đề kia ở trong thị trường thì thì chúng ta chú ý thêm à, một cái điểm tích cực nữa mà tôi đánh giá là hôm nay khối ngoại mua mua ròng nhẹ đây là một tín hiệu tích cực trong khi giá trị giao dịch thì nó tầm đâu đó khoảng 2 bốn tỷ mua ròng nhẹ thôi tức là bớt bán rồi mua bán gần như là cân bằng đỡ hơn tiếp đó là chúng ta thấy câu chuyện là gì khối tự doanh cũng mua ròng thì ra hôm nay mua ròng 150 tỷ này tập trung vào một số trụ lớn này và như chủ yếu là gom nhóm ngân hàng là chính đúng không Vietcom này MB này Techcom này VP STB SSB CTG này đó chủ yếu là nhóm này HDBank cũng được gom TP Bank này bán ra hòa phát bán là SUT tuần trước gom con này tuần này bán ra có vẻ bán hơi nhanh nó bán mạnh nhất là hòa phát trong khi là khối ngoại lại mua mạnh hòa phát thì vậy đó, thì đâu đó chúng ta nhìn những câu chuyện là dòng tiền lớn có thể tạm gọi đội này là dòng tiền lớn à, và có dấu hiệu mua lại đó là một tín hiệu tích cực là tín hiệu tích cực. Tôi nói nếu dòng tiền vào ủng hộ thì ủn chỉ số có có thể còn tăng nữa chứ không không chỉ là dừng ở cái mức này đâu. À, chúng ta nhìn thấy là gì? Bản thân chỉ số hôm nay VN30 vẫn tăng tốt đó, tăng gấp đôi so với VN Index. Mà gì trong VN30 thì chúng ta thấy chỉ có 15 mã tăng thôi, 13 mã giảm. Tức là vẫn còn đang có một sự cân bằng nhất định trong VN30. Ngoài ra thì chúng ta thấy độ rộng của thị trường thì tương đối yếu, nó nghiêng về cái chiều giảm nhiều hơn, tức là các cái mã giảm điểm nhiều hơn. Thì rõ ràng là dòng tiền nó vẫn đang tập trung ở trụ nhiều hơn đó trụ thì chúng ta nhìn thấy rõ là một nửa tăng nửa giảm thì nếu mà chọn sai trụ chúng ta vẫn tèo như thường đấy còn câu chuyện mà kéo trụ thì đa phần các cái quỹ các cái doanh mục lớn tổ chức quỹ đầu tư nó nắm giữ những cái mã trong này chúng ta để ý mấy cái mã ví dụ FPT chẳng hạn hôm trước tôi có làm video clip về danh mục của các quỹ đầu tư ở Việt Nam thường chúng ta để ý hôm trước cũng có một cái thống kê danh mục của khối tự doanh đang nắm đúng không ạ rồi các tổ chức tôi nói kể cả nhà đầu tư cá nhân nhà đầu tư tổ chức hoặc là các quỹ đầu tư không ông nào không nắm FPT này FPT tăng rất tốt khả năng còn tăng nữa cá nhân tôi nghĩ vậy đúng không Vinhome cũng vậy rất nhiều các tổ chức các quỹ đầu tư lớn các bạn hôm trước tôi có một clip hướng dẫn xem danh mục của các quỹ đầu tư các bạn vào bạn xem mà. và thậm chí là gì kể cả các rổ chỉ số nữa. cũng là những mã này FPT Vinhome Vinamilk Thế giới di động Vietcombank phát đạt cũng mới được vào một vài rổ đúng không nó Vic Novaland này nó SSI PNG khang điền đúng không? đấy thì chúng chúng ta đi đi thống kê là có câu chuyện là đấy là dáng dấp nhà dáng dấp của câu chuyện kéo để chốt náp hoặc là chốt chỉ số chốt rồi gì đó đại loại vậy nói chung là chốt cái câu chuyện là gì đây mình nói là chốt sổ à, chốt sổ đầu tư trong cái nhịp này thì có câu chuyện là đang kéo những cái mã đó các bạn đi xem lại cái danh mục và rõ ràng đang kéo và chắc chắn ngày mai phải kéo tiếp nhưng không thể là kéo hôm nay rồi bỏ lửng họ không chốt ngày hôm nay họ chốt ngày mai kìa và cái kết quả của cuối phiên ngày mai nó sẽ là cái đánh giá của những người đang nắm giữ tiếp đúng không tổng danh mục của họ đang lãi bao nhiêu so với tăng bao nhiêu so với vn index đúng không tăng bao nhiêu so với cùng kỳ tăng bao nhiêu so với tháo tháng năm ngoái tăng bao nhiêu so với quý trước vân vân rất nhiều cái thứ để mà so sánh đúng không và gì nếu mà góc độ nhìn nhận chúng ta thấy là bản thân chỉ số nếu mà kéo lên nếu mà kéo nhiều quá đúng không kéo tức là các bạn hình dung câu chuyện kéo mạnh người ta so là người ta so với vn index chứ người ta không so với vn 30 nhưng mà những mã này thì chủ yếu nằm trong này thì rõ ràng nếu các bạn kéo cái này lên mà phải dìm thằng này xuống đúng không dìm viên index xuống thì danh mục của bạn cái nắp của các bạn nó mới nổi trội hơn được chứ còn bạn vô tình các bạn kéo mà kéo mấy cha nội ở viên index mà nó tăng cao như thế này lúc các bạn đi so sánh đúng không người ta đi so là ừ, từ đầu năm giờ đây chúng ta tính từ ngày từ tháng 1 đúng không mùng 4 tháng 1 từ đây đây chúng ta tính từ mùng 4 tháng 1 lên tới đây viên index nếu ngày mai đóng cửa ở vùng 1410 đi à, viên index tăng 28 đúng không bây giờ nếu bạn lố lên các bạn vào xem vn30 nó đã tăng bao nhiêu phần trăm so với cái từ đầu tháng 1 đúng không nếu bạn kéo mà nó tăng nhiều như thế đây. 4 tháng 1 đây phiên này vn30 là chúng ta thấy là nó tăng nếu đóng cửa ở vùng 1 ngàn đây 1530 thì nó tăng tới 42 phần trăm các bạn so kiểu gì sao so nổi đúng không ạ thì rõ ràng là gì ở đây chúng ta thấy câu chuyện là là vẫn phải phải dìm chỉ số vn index xuống tức là sẽ cho mã giảm nhiều hơn để mà kéo một số trụ lớn này này kéo trụ lớn này chắc chắn vn30 tăng cái đấy là bình thường nhưng mà gì khi cái danh mục của cái áp của họ nó tăng trưởng là so với vn3 vn index thì nó tốt hơn đấy đó là một cái cái thước đo để đánh giá các cái quỹ đầu tư đánh giá các cái tổ chức đầu tư kể cả khối tự doanh cũng vậy đúng không và nó vô hình dung nó ảnh hưởng đến cái gì ảnh hưởng đến cái báo cáo tài chính trong cái quý này đó, thì, thì các bạn theo dõi thêm cái câu chuyện đó cho nên cá nhân mình nghĩ ngày mai kéo tiếp ai nói gì nói mình vẫn cứ nghĩ như thế đúng không ai kéo tiếp câu chuyện kéo đi đi đâu thì lại là một chuyện khác <laughs> cái này bắt đầu khó đúng không rồi gì nữa chúng ta lại chờ đợi có những cái kỳ vọng cho tháng 7 đúng không thậm chí có thể đầu tháng 7 khi mà hệ thống đôi khi tôi nói nếu hệ thống áp dụng vào một tháng 7 hoặc là margin mở ra đúng không thì thậm chí nó có thể đạp nhúng sâu xuống rồi nó mua để nó làm cho một cái 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 vòng mới thì sao đúng không chúng ta vẫn còn một cái cái vùng hỗ trợ phía dưới này này nó có thể đạp nhúng sâu xuống đây xong rồi bước lên đi tiếp nếu theo Fibo đo là nó phải lên tới 1450 thì nó mới nó mới ít nhất mới ngừng cái con cái nhịp này đó, nhưng mà cá nhân mình nghĩ thì ngày mai nó nếu có nếu có chỉnh về tức là vẫn theo cái quán tính này vẫn theo đà rung vũ này nếu có thì nó chỉnh về 1400 sau đó rút chân lên và đi tiếp thậm chí có khi còn tăng lên 1420 cái đấy thì chắc là mình không thể mình mình nói trước hay mình đoán mà mình quả quyết được Đúng không? mình chỉ đưa ra những cái kịch bản thôi nếu giảm về đây rút chân lên thì các bạn là hành động là gì đúng không rồi nếu vẫn cứ lầm lũi lầm lũi tăng lên đóng cửa 1420 các bạn làm gì cái đó nó mới là một cái vấn đề đúng không chứ còn cũng đừng nói là mình nói tăng là nó tăng mình nói giảm nó giảm không ai dám chắc tôi không dám quả quyết và tôi không dám chắc luôn. không bao giờ giảm cả thị trường này không ai dám đúng không ạ đấy thì chúng ta chia sẻ ở một cái góc nhìn như thế về cái thị trường hiện tại đúng không ai cũng kỳ vọng những người đang cầm cổ phiếu thì kỳ vọng nó tăng những người cầm tiền thì kỳ vọng nó giảm nhưng mà những lúc như thế này Đúng không? Dòng tiền không dám vào, dòng tiền đang rất sợ hãi. Tôi nói thật cá nhân tôi cũng sợ chứ đừng nói mua mặc dù là tôi, tôi nói các bạn từ tuần trước đúng không? Tôi đã phun cổ phiếu từ tuần trước rồi nhưng vẫn sợ hãi. Hiện hiện tại bây giờ đang lãi. Đúng không? Hiện tại bây giờ tổng danh mục cũng đang lãi rồi nhưng mà chưa chốt nhưng mà ý là vẫn đang sợ để câu chuyện là giờ chốt xong mua con gì. Nó lại là một câu chuyện khác đúng không ạ? Nó nó sẽ khó, nó sẽ kéo cái thanh hỏa xuống những bạn mua ở đây vùng này vùng này vùng này không biết tôi không biết các bạn cứ mua dưới vùng một bốn về cơ bản nếu các bạn chọn đúng mã dòng ngân hàng dòng chứng khoán thì đa phần các bạn đều lãi và danh mục của tôi cũng toàn dòng đấy rồi. có cả fpt và hòa phát cũng vẫn đang lãi nếu bây giờ bán ra bán hôm nay cũng lãi thậm chí bán ngày mai cũng vẫn còn lãi kìa thế nhưng mà rồi bán rồi rồi làm gì tiếp rút tiền nghỉ luôn à tháng 7 không quanh chưa à? hay là những bạn mà có những bạn thì bảo mua nắm tới cuối năm thì cần gì quan tâm nữa đúng không cứ tắt máy để cuối năm mở ra thì rõ ràng là nó sẽ đang đang bí cái dòng tiền ở khúc này nó không không mở margin ra trong đầu tháng 7 thì nó sẽ khó rồi nếu mở margin ra thì lại vẫn câu chuyện đơ nghẽn thì lại hụt hẫng đúng không thậm chí có thể đầu tháng 7 mở margin ra rồi cho mua tẹt ga thì có khi đến buổi chiều lại nghỉ nếu mà hệ thống đến ngày mùng 5 mới đưa vào đúng không đấy là tôi nói là nếu mùng 5 đưa vào nhưng mà còn hai ngày cuối tuần hai ngày cuối tuần này thì là đầu tháng 7 đúng không không đưa vào nhưng mà mở margin ra thì lại đơ lại nghẽn thì câu chuyện lại đơ lại nghẽn thì nó nó có thể là một cái cớ để nó đạp xuống đó rồi cái việc mà hệ thống đưa vào liệu có vận hành trơn chu hay không hay lại có trục trặc gì nữa lại ngưng lại sửa nữa cái đấy là chắc chắn có mà chúng ta cũng phải lường trước cái kịch bản đó chứ không phải chúng ta cứ cứ nghĩ ảo ảo lên tới đó là nó tăng vi vu vi vu đâu là đường thá đường xá là thông suốt đâu phải đi tới mới biết đúng không mấy mới biết chứ cứ đừng nói bảo ai đó ở đâu đó nói sao mà mày ơi đường thông rồi thì nói thế thôi chúng ta chạy tới nơi kẹt cứng ngắc bỏ tay Đúng không? đấy thì đấy một số góc nhìn chia sẻ trong cái video ngày hôm nay như vậy xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo chúc các bạn luôn là bình tĩnh tự tin đầu tư một cách hiệu quả dù thông tin như thế nào dù thị trường nó diễn biến như thế nào luôn luôn thích ứng đúng không? luôn luôn thích ứng với thị trường đó và luôn luôn bình tĩnh để xử lý danh mục của mình chỉ số nó là một quan trọng là gì cổ phiếu chúng ta nắm là cổ phiếu nào và chúng ta xử lý với cổ phiếu đó như thế nào nó có về cho chúng ta xử lý hay chưa hay là nó vẫn còn đang trên đường về đấy là một vấn đề nữa còn chỉ số nó có thể tăng nó có thể giảm nhưng mà gì cổ phiếu của chúng ta nó vẫn cứ tăng đúng không ạ trên thị trường chúng ta thống kê thấy rõ rồi 244 cổ giảm này có 153 cổ tăng này. cổ phiếu chúng ta cầm nó có nằm trong nhóm 153 này không hay nó lại nằm trong nhóm 244 này đó mới là vấn đề quan trọng đúng không ạ và nếu nằm trong này rồi đó mà khi chỉ số giảm đúng không thì chúng ta cổ phiếu chúng ta tăng chúng ta có chốt hay không thế chốt rồi chúng ta làm gì quay vào hay là lại đứng ngoài luôn cũng rất nhiều nói chung thị trường đầu tư mà nó muôn hình muôn muôn vẻ đúng không ạ và mỗi người có một cách thích ứng mỗi người có một phương pháp để chúng ta đầu tư làm sao cho nó hiệu quả thôi và cái cuối cùng chúng ta đi đến là gì là lợi nhuận à, lợi nhuận ai có được lợi nhuận ai giữ được lợi nhuận thì đó mới là người chiến thắng còn những con số nó nhảy nhảy trên này mỗi ngày đây thì nó cũng chỉ là gì có lãi thì cũng là lãi danh nghĩa thôi mà lỗ thì cũng là lỗ danh nghĩa thôi chúng ta chưa hiện thực hóa lợi nhuận thì chưa phải lợi nhuận chưa cắt lỗ thì nó chưa phải lỗ thế thôi rồi xin chào và gặp lại các bạn trong những video tiếp theo